Rồi, xin chào mọi người nhá. Hôm nay anh em mình đi làm về đi qua siêu thị. Kiếm được ít hàu rẻ lắm các bạn. Để mình bỏ ra cho các bạn xem nhá. Hàu to dã man luôn. Mà còn rẻ nữa. Các bạn này, giá của nó này. Giá cũ của nó đây nhé. 1 sen 838 yên. Không có thuế là 1 sen 985 yên. Nhưng mà đây hôm nay nó giảm 500 yên thì còn 1 sen 485 yên. Hôm nay anh em mình vớ được bịch này là khá rẻ các bạn. Tính ra một con chỉ khoảng tầm hơn 120 yên. Đây, được 12 con các bạn. Nhưng mà to lắm. Toàn con to bằng bàn tay thôi. Đấy, đây là con này nó dài 20 phân. Bây giờ anh em mình sẽ chế biến để ăn sashimi, ăn với mùi tạt, ăn sống luôn. To các bạn. Ui, hào nhìn đã luôn. Ui, con này này, đây con này là 20 phân đi. Khủng lo luôn. Trời ơi. Hôm nay kiếm quá, với đúng không rẻ. Đây, nó không to. Chả mấy khi gặp con này rẻ hay đâu các bạn ơi. To, đã rồi. Úi dồi ôi. 6-7 lạng một con. Ui đã nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tách vỏ ra nhé. Cái này nó có cái nậy thì nó dễ hơn các bạn. Nhưng mà mình để quên đúng tí, không mang về. Tại bằng dao hơi khó. Nó hay bị ấy, hay bị vỡ vỏ nó hơi bẩn tí. Ui, này con khổng lồ ấy. Ôi giời. Ông tổ loài hào. Khó này đấy. Không có cái này của nó thì dễ hơn. Không có. Thịt các bạn này. To kinh rồi. Này còn 20 phân này. Khó đây. Nó dao nguy hiểm lắm, nó tuột cái vào tay. Ô được rồi. Đâm cái dao vào trong đúng nó. Xấu lắm. Còn này vài 20 gram quá, 20 phân được ạ.
Đây có quả chai sâm banh rượu hoa quả các bạn này. Sâm banh hoa quả. Trị giá 20.000 tiền Việt Nam đồng. Chai cho rẻ rớt ra 500 yên. 4 độ thôi, uống chơi chơi nhá. Thôi tôi anh mở xem nào. Kiểu box bật biết bật sâm banh không? Sóc sóc bắn không? Thử nhanh. Đấy giời, mạnh đấy. Ôi bóng điện ở ngoài. Né né nhá. Né bóng điện cửa kính rồi nhá. Né bóng điện cửa kính. Lao vào cái cửa này. Cứ mặt thằng Quang bắn. Lao cái cửa. Lao góc này. Ôi né né. Mặt Quang bắn. Sóc đi, sóc đi. Có sóc không? Không biết chắc là có sóc không? Chắc là không biết cố gắng. Thử xem nào. Né à. Ôi né này. Khoái. Không có rồi. Ai bảo? Bạn không? Không, trai sóc ấy. Tự nhiên mình ngu. Cái nút này chắc là phải phụt đấy. Không. Chắc nút phụt rồi. Phụt đấy. Ăn hàu sống uống rượu vang này. Rượu vang vị chanh hay là vị cam? Vẫn chưa mở được để uống. Lấy chai 45 đi. Mang chai 45 ra đây. Mang chai 40 hay 45 độ. Kỉnh chơi trái căng lắm. Chết. Kéo dính răng vào nắp. Dễ hơn từ ghê ơi. Quay tay, tức cực quay tay. Vận may sẽ tới. Vẫn không được. Bạn thả né. Này phì thết ra nhà ấy, kéo. Kình bắn quả cầm nắp. cầm nắp. Đúng như cầm nắp thì nó đẩy lên thì mình vỡ con mẹ nắp. Ô thật kì. Bắn quả cầm nắp. Bắn xong banh cầm nắp lại, không cho bắn nắp bay đi. Giống bia nhỉ, có bọt này. Ê ui. Giống bia. Từ từ Bia. Bia. Chán thành miền kính. Bia đéo gì. Sinh viên đổ ô. Chán thành miền. Nghe uống rượu. Trời ơi. Thế mà bảo tôi chuyên gia rượu. Ồ thế thôi ông thử đi ông check đi. Ông cũng phát hiểu bia nhỉ. Ngọt. Làm sao? Ngọt lắm. Ngọt lắm. Uống, uống vị, này. Vị gì ấy? Vị quả gì? Vị chanh. Ngọt lắm, ngọt lắm. Ngọt. Thế lần sau này đi làm về đi vào đấy mua uống. Giá nó 500 yên. Ngọt lắm. Nhìn nó ngọt lắm. Đây nước ngọt thử mà. Mời tất cả mọi người nhá. Đây. Bật ôi. Nước ngọt. Đức à? Nhìn cờ là Đức à? Ôi nước ngọt, nước ngọt mọi người ạ. Thôi dẹp đi. Dẹp đi. Quảng cáo anh em chai này. Và chai này. Chai này 40 độ. Chai này 9 độ. Và chai này 9 độ. Chai này 40 độ uống khát lắm. Rồi. Xin mời tất cả các bạn. Ui, đã chưa? Con hỏng to kinh người. Ui dồi ôi, nhìn cái thịt con này. Trắng muốt. Phê loài. Đây. Lấy tôi con dao nhỏ nhỏ quăng cắt phát đây. Dạo bỏ cải, đi. Bỏ này phí. Không, con dao cắt đi. Đừng có dao cắt. Con dao nhỏ ở đây này. Cắt phần này phát các bạn ạ. Cắt đây không vứt đi một tí nào được. Ăn quang kia là phí phạm của rồi. Đây, ăn này phải chuyên nghiệp này. Đấy. Không mất đi đâu miếng nào. Đấy. Sạch sẽ luôn. Đấy, giờ gắp lên. Chấm một phát ngập xì dầu mùi tạt. Cho nó tắm này. Tắm nó đã này. Đấy, nhấc lên. Này. Ăn một miếng thì hơi quá đáng nhỉ. Một thôi kệ đi. Ngập miệng. Quỳ. Ngon. Ngập miệng. Miếng to quá. Một chát sốc lên nước. Rồi. Cảm nhận đi không? Quỳ. À mùi tạt nó hăng. Chảy nước mắt này. Ngọt. Ngọt, ngọt, béo. Tuyệt vời. Con hàu to như thế này mà. 40 độ đấy, nó cứ vãi rồi. Có đi. Rót tí một nữa nha.
quả lúc ấy quả ông rót champagne này tôi không thể chấp nhận được. Quang đi ra vào có đá cho vào uống cho nó đẹp dần quá. Nhưng mà ở tủ nó ít đá. Ừ, lấy đá cho đá vào cho nó dịu không chết. Nặng lắm. Chanh trước vắt ít chanh trước rồi cho nó chua chua dịu dịu. Có quả chanh ở trong kia đấy. Sang bên này toàn uống rượu Tây. Ở nhà Nhật uống rượu Tây. Tôi không ăn to ăn con bé. Ăn hải sản. Đôi bé ăn hải sản cứ gọi là ngập mồm. Thôi, đừng cho nốt vào không? Mất rồi, mất công, nốt luôn. Bên Nhật chỉ có cả hải sản. Phê mỗi ngày rồi. Làm nữa có điều kiện đi review khoảng nhà hàng cho xem. Không phải có điều kiện mà có gì. Nó bảo ở chỗ mình là nó dân tộc các bạn. Hơi hơi tục. Chẳng có nhà hàng này hùng gì đàng hoàng để review cho mọi người. Chứ không cũng muốn đi lắm. Mấy nước tiện đường xuống cái xuống mấy anh em ở dưới phố thành phố chơi. Review các bạn. Sashimi băng chuyền. Nhà hàng này hay thích. Ơi. Chát không? Ồ, thôi, nóng cùng cái điều này. Nó nóng. Ủa. Nó còn muốn được không? Chịu. Anh em đây đi làm về cứ làm long bia nó mát mát thì bia nó chỉ tầm 5 độ. Đấy là giờ đến là Tuấn Anh này. Tuấn Anh làm con to cũng kéo lại thằng Quang thôi nhá. Con này bùng hết vào mồm là cũng cớm này. Này to phết đấy. Này mình dày á. Ăn xong là tối rồi lại gặp chị Hằng, mới gặp chị Hằng. Không được. Chị Trinh. Okay. Mù tạt không được đậm cho lắm. Mình ăn mù tạt chấm nhiều vào. Tôi ăn mà. Phát phê lắm không ạ? Tao ăn thằng đầu tiên, tao chấm đầu tiên mà. Ngoáy đấy, ông cho nó bơi lộn ngoáy đấy. Đúng rồi. Quậy đi. Quậy khá bạn đi. Chưa? Rồi. Đặt vào nữa nhỉ. Chưa? Tất cả. Thôi tôi ăn phát tôi. Không cầm cái đĩa lên, không cầm cả cái bát chấm lên đi. Góc về nó lại ấy rơi rồi. Đây tôi có đồ chấm. Ok được chưa? Đấy. Mời các bạn nha. Dạ. Ngập miệng. Phải. Nó bỏ ngập miệng luôn. Hôm nay mua cái đống này cũng đi vay chứ. Bài. Cái vay nó một sền. Còn không phải là không còn tiền mà nó, ngân hàng nó đóng cửa rồi. Hơi qua thì nó rẻ quá, may sao không gặp các chị em vay được. Mai đi giảm nợ. Ăn trước giả sau đau hơn hoạn. Thôi còn con cuối mọi người. Vật nài mãi chia 12 con, mỗi anh em 4 con mà tôi ngồi vật nài nãy con thứ tư rồi. Thật sự ăn 3 con là ngán lắm rồi. Con này nó to. Nhưng mà anh em không ai hộ à? Phải cố. Thật sự ăn nhìn vậy thôi mà không ăn được nhiều các bạn. Ăn tầm 2 con hay 3 con à. Chán lắm rồi. Chính trường. Thôi à, video này anh em mình xin dừng ở đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.